Trong bộ phim thì phải nói là có rất là nhiều thành viên trong trong đó, thì thường những người đó cũng là bạn của Johnny thôi, nhưng mà đặc biệt là Johnny rất là thích Ninh Dương Lan Ngọc, và phải nói là từ xưa đến giờ thì coi Ninh Dương Lan Ngọc diễn rất là nhiều bộ phim rồi. Thì ngày hôm nay thì Johnny cũng được chứng kiến và được xem cái gái già lắm chiêu phần 2 này, thì Johnny nghĩ là Ninh Dương Lan Ngọc một lần nữa khiến Johnny phải yêu mất. Johnny thấy nó rất là xuất sắc, và mình cảm giác là cái gì đó nó rừng rừng trong người mình, nó cái cảm xúc về tình yêu á, nó rất là, nó phải nói rất là chân thật. Và Johnny tin là bộ phim này sẽ đem tới cho tất cả các bạn một cái cảm giác nó rất là vui vẻ nè, rất là hạnh phúc và rất là happy.